Có một tấm lòng. Kính thưa cộng đoàn, quý cụ ông cụ bà và các bệnh nhân rất thân mến. Mời cộng đoàn lắng nghe bài suy niệm. Người Nhật khi rời trụ điện bằng gỗ đã bị mục nát để thay bằng trụ điện bê tông thì những người thi công vô tình phát hiện ra trên cây trụ điện gỗ đang có một tổ chim. Thế là họ vẫn tiến hành trồng cây trụ điện mới và khéo léo để lại đoạn cây trụ điện có tổ chim kia. Cũng vậy, Người Tây khi làm nhà mái ngói họ thiết kế ra một góc nhỏ có gắn sẵn cái tổ chim để chim thiên nhiên có thể trú ngụ mà không phải cất công sức làm tổ nữa. Người Nhật còn phải mua ngũ cốc, thóc gạo dài trên các cánh đồng khi mùa đông về, tuyết che trên các cánh đồng cho chim xếu và chim di cư, chim trời ăn vì sợ chúng không kiếm được mồi. Người Hàn khi thu hoạch trái cây trong vườn lớn, bao giờ cũng trừ lại một góc nhỏ để chim, sóc, và người đi đường dùng giải khát. Nhân bản đến thế, con xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta. Amen. Linh mục U-A-N-G mạnh hùng, dòng Đa Minh. Số điện thoại: 0909 215 537.